Theo vựng tiếng Anh. Bài 34, phần 1. Một là socially là mang tính xã hội. Socially mang tính xã hội là mang tính xã hội. Phiên âm socially. Số 2 user là người dùng. User là người dùng. User số 3 là pay là trang trang thông tin. Trang thông tin. Bài là trang thông tin. Số 4 là attention. Attention là sự chú ý. Attention. Sự chú ý. Attention là sự chú ý. Số 5 là blogger, người viết blog. Blogger. Blogger là người viết blog. Người viết blog. Blogger người viết blog. Số 6 là attract là thu hút. 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 Socially là mang tính xã hội. Socially mang tính xã hội. User người dùng. Pay là trang thông tin. Attention là sự chú ý. Attention là sự chú ý. Blogger là người viết blog. Attract là thu hút. Socially là mang tính xã hội. User là người dùng. Bay là trang thông tin. Attention là sự chú ý. Blogger là người viết blog. Attract là thu hút. Socially là mang tính xã hội. User là người dùng. Bay là trang thông tin. Attention là sự chú ý. Blogger là người viết blog. Attract là sự chú ý. Socially là mang tính xã hội. User là người dùng. Bay là trang thông tin. Attention là sự chú ý. Attention là sự chú ý. Blogger là người viết blog. Attract là thu hút. Attract là thu hút.
Hôm nay kết thúc bài từ vựng tiếng Anh bài 34 phần 1. Mọi người đón theo dõi video tiếp theo.